Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp những tóc cần Kuzu các bạn. Thì chương trình để góp này nó có 8 tỷ tóc cần phân phối cho 15k member. Đây là cũng là một kèo random các bạn. Thì con này chạy trên nền tảng của Solana các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả của video mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn copy hashtag từ Kuzu tới chữ Kobe này các bạn. Các bạn follow và tweet tăng 3 người bạn cho các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tweet nè, các bạn sáng hát ta già tăng ba người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi tiếp tục các bạn cho anh chào kênh Telegram group nè. Những dự án này nó không kêu mình add con chắc trên mạng Solana thì nó sẽ phân phối về các bạn chat lên trang chat mạng Solana cũng như là mạng BC thì can nếu nó về thì các bạn hả con chắc cũng được các bạn. Rồi các bạn xôn xào các bạn, rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Chu Telegram. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi một cái link retweet này. Những cái kèo mà mang tính chất random thì một khi tôi cần nó về thì rất có là có giá trị như thế các bạn. Số lượng phần thưởng thì thường thường là rất là cao. Rồi bạn sao chép liên kết nữa các bạn. Các bạn nhanh đây, tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ solet.io nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ solet mình ra nè. Thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn bạn tao dí rồi nha các bạn. Rồi bạn bấm nhập mở khóa nè. Rồi, các bạn nhập vào một son nè. Các bạn sao chép địa chỉ mình nha các bạn. Rồi, các bạn gửi địa chỉ son wallet vào đây nha các bạn. Rồi bấm gửi nè. Các bạn kiểm tra thông tin của chính xác đàng hoàng không, các bạn bấm gửi các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tóc cần Kuzu. Các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.